Máy này đang cứ hỏi combo thủy sinh hoài, thì hôm nay mình lên cho anh em combo đúng 200 cặp, 20 con, gồm 5 loại, mỗi loại 4 con là 2 cặp đó nha anh em. Thì gồm những loại gì thì anh em xem kỹ giúp mình nha. Thì 200 cặp thì gồm 2 cặp full gold như thế này. Hàng này á, là hàng full vẫy và chốm tay bơi, và đa số mình giao là đều có khả năng là lên full tay hết rồi. Thì gồm 2 cặp này, 2 cặp coi đỏ. Coi đỏ mình đi khá là nhiều, cá tơ nha anh em ơi, size 2 tháng rưỡi không ạ. Đó, để mình show cận cảnh anh em xem, thấy mê không? Đó, thì hàng này cũng là 2 cặp. Tới coi đen, thì thằng coi đen á là mình đi thủy sinh, cho nên á là trống sẽ là ribbon tay bướm. Còn anh em nào nuôi lẻ thì mình sẽ giao xen kẽ vô mấy trống game cho anh em. Đó, cá coi đen sọt này cũng khá là đẹp. Rồi tới 2 cặp lưu tặc dân, thì 2 cặp lưu tặc dân này á là người ta mệnh danh là thằng coi xanh á, tại vì nó có cái đầu xanh, của mình đen thui à, còn mái nó không có cái đầu. Rồi, thêm 2 cặp này nữa là 2 cặp Dumbo. Dumbo này Dumbo Red Tail. Nó sai mới 2 tháng à nó còn bung nữa nha anh em. Tại mình vớt sẵn, mình vớt một ít để mình show lên cho anh em xem. Và cái combo này là 200 cầm, 20 con, 5 loại, là 5 màu luôn, nhưng mà không có cám nha. Rồi xong, anh em vô cái giỏ hàng của mình á là sẽ có một combo 200 cầm, sẽ kèm thêm một hũ cám. Tại vì hũ cám mình thêm 19 cầm nữa để cho nó hợp lệ để được vận chuyển anh em. Là 219 cầm ở giỏ hàng. Còn ở ngoài anh em muốn đặt thì cứ comment là 200 cầm không có cám, vô giỏ hàng thì có cám, nhưng mà 219 cầm. Anh em nhớ nghe rõ để mất công mà mình lộn giữa hai combo nha. Đó, anh em nào cần thì cứ comment phía bên dưới hoặc vô giỏ hàng mình lụm về nha anh em ơi. Còn anh em nào thích dòng cá gì thì cứ comment phía bên dưới, chuẩn bị về mấy dòng có qua văn cho anh em lụm về nè. Cảm ơn anh em rất là nhiều.